Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Tối ngủ ha, cái anh cho em mượn điện thoại, cầm coi điện thoại lướt thấy cái cô nào mà thấy mà xinh xà, hỏi ủa ai vậy anh, ủa bạn hả, bạn làm gì ở đâu ở đây, ủa sao like hình nhiều như vậy. Dạ là đưa vô danh sách chặn liền, bấm vô nút like tìm những cái là vô danh sách chặn liền. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Mời hai em tháo cái cúc áo ra cho thoải mái nào. Rồi, ngồi đi cưng. Rồi, rất vui khi gặp hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Dạ em tên là Lê Minh Quốc Thắng, nghề nghiệp của em đang là kiến trúc sư. Em đang ở Lê Văn Sĩ, quận 3. Chào Thắng. Thắng nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 31 tuổi. Dạ em chào chú Quốc Thuận, Trần Vân. Em tên là Nguyễn Thị Phương Đông, sinh năm 93. Công việc của em là bán trang. Bây giờ không biết là hai đứa coi như là cái chuyện tình của hai đứa như thế nào ta? Dễ mà kiến trúc sư đi mua đồ trang sức. Đúng rồi. Đó, kiến trúc sư này là một người con có hiếu với mẹ. Thế là đến ngày sinh nhật mẹ đi mua một món quà tặng mẹ và quyết định đi mua một chiếc nhẫn hay là một cái đôi bông gì đó. Và tới tiệm trang sức thấy cô bán trang sức dễ thương quá. Cua luôn, đúng không? Dạ không. Không, bởi vì nó thôi em thôi đừng, em làm ông mụ thôi. Bà bè đừng có làm bà thầy. Rồi sao bà bè thế ghê á. Thôi hai đứa tự nói đi. Hai đứa gặp nhau làm sao? Cơ duyên nào mà hai đứa quen nhau vậy? Đó. Dạ thì hồi đó tụi em đi học á, học chung cấp 3 mà không có biết nhau. Xong rồi lên tới Sài Gòn rồi thấy bạn bè Facebook như chung nhiều á. Rồi anh mới kết bạn Facebook với em, xong rồi mới nói chuyện. Xong rồi hẹn hai đứa đi uống cà phê. Ủa nhưng mà hai đứa là quê đâu? Dạ cùng quê dưới Tiền Giang luôn. Dạ. Học cấp 3 nhưng mà là không học chung lớp. Dạ đúng rồi. Mà không có biết nhau luôn. Dạ không biết nhau luôn. Rồi tới chừng kết bạn Facebook thì mới biết là đã từng học chung cấp 3 với nhau. Dạ. Đúng là rồi. Sau này là bao nhiêu lâu thì mới kết bạn Facebook? Chắc cũng lâu á, tại vì em lên đây học rồi. 5 năm sau. 5 năm sau là học đại học rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc là học năm 2 rồi đó. Dạ. Kết bạn Facebook mới phát hiện là coi như là bạn cùng từng, trường. Từng dạ đúng rồi. Dạ, ngày xưa là vợ em á là nhà ở bên kia sông. Là còn em nhà em là ở thị trấn. Xong rồi cái vợ em là đi phải sang qua đi, chợ. Phải qua 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 bên thị trấn để ở trọ để ở trọ để đi học á. Dạ. Rồi xong rồi là cái nhà trọ đó cách nhà em một căn nhà luôn. Dạ kế bên gần lắm luôn á. Dạ rồi, cách mà hai người không biết nhau. Không biết nhau luôn. Dạ, dạ em có nhớ là lúc đó là lúc đó em học lớp 11. Xong rồi em ra phía sau nhà, tại phía sau nhà em là có con sông. Dạ rồi em thấy vợ em đây này tắm sông nhảy y đùng luôn. Trời ơi, nó mặc đồ gì tắm sông? Cấp 2 đúng không? Đó là cấp 3. Dạ cấp 3. Em học lớp 10, em học lớp 11. Dạ. Rồi. Cấp 3 mà nhảy y đùng luôn vậy đó. Dạ. Dạ tại cái sông lớn lắm. Là đồ bộ, mặc đồ bộ hay đồ tắm? Dạ đồ bộ thôi. Đồ bộ. Vậy là hai đứa này là anh đứng bên kia sông chờ trong mũ u em mau chín. Anh là mũ u em chín chưa? Đó. Dạ. Rồi tới chín rồi mới kết bạn Facebook. Cũng dạ, không chưa rồi. Chưa kết luôn. Dạ chưa. Lên tới đây năm năm sau rồi mới gặp nhau mới kết bạn Facebook rồi mới gặp nhau rồi mới khui lần ra thì mới biết là mới nhớ lại nhau như vậy, học chung nhau ra làm sao đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà ai kết bạn Facebook ai trước? Dạ ảnh kết bạn em chứ. Ủa tại sao lý do gì kết bạn Facebook? Chắc là kết dạo đúng không? Dạ chắc kết dạo. Thấy em nào đẹp rồi vô kết hết. Dạ. Hay là có cái vụ mà kết cùng quê không ta? Cứ hả An Giang thấy An Giang đúng rồi. Facebook nhau à? Anh Thuận cũng vậy đó. Ai mà. Dạ không, tại học chung trường á nên bạn bè chung nhiều. Dạ. À có nghĩa là hai đứa sau khi lúc mà lên học đại học là lại chung trường với nhau luôn. Dạ không. Học chung trường dưới quê á có bạn bè chung. Hiểu rồi. Nó hiện lên á là học chung trường. Dạ. Nhưng mà thật ra là chắc là cô thấy cô này dễ thương nên là kết đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc không có nhớ là học cùng quê. Dạ. Đúng không? Rồi sao nè, khi nè rồi lần đầu tiên mà hẹn ẻm đi uống cà phê đi chơi là sau khi kết bạn Facebook được bao nhiêu lâu?
Dạ, sau khi kết bạn Facebook chắc cũng khoảng một hai tháng gì đó. Dạ, một hai tháng. Nhưng mà ổng kết bạn là Phương Đông là chấp nhận liền hay là? Dạ, nghĩ... tại thấy bạn chung nhiều thì chắc cứ nghĩ là bạn bè cùng nhau chung với nhau. Nhưng mà vô xem Facebook của anh ấy thì dạ thấy quen quen thôi. Rồi khi nào thì tính là lúc mà hai bạn là làm bạn trên Facebook thì đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức gặp mặt nhau ở ngoài đời? Dạ cũng mấy tháng á. Mấy tháng sau là đúng không? Hai sao là chồng rủ vợ đứng cà phê à hay sao? Dạ. Rồi bữa đó làm sao nè, gặp nhau ở ngoài nhìn đời. Thấy ngoài đời sao? Uống cà phê dạ. Rồi nói chuyện gì nè. Mấy điểm? Bây giờ thang điểm là 10 thì giờ tháng nhìn cô ấy ở ngoài đời mấy điểm? Dạ 8 điểm. Trời ơi. Dạ. Là dữ lắm đó nghe. Dạ. Thắng còn nhớ là cái vóc dáng của Phương Đông cái thời đó như thế nào không? Dạ nhớ. Đồng dạ. Tả cho anh Dũng. Dạ mà vóc dáng hồi xưa là ốm hơn bây giờ khoảng 5kg. Dạ. Lại lúc đó là người thon gọn nhìn đẹp lắm. Như người mẫu. Dạ. Người mẫu ảnh gì đó. Dạ. Dạ. Còn ảnh thì sao Phương Đông có nhớ lúc đó? Dạ ảnh thêm bây giờ y hệt vậy à, không khác gì nhiều. Mà ảnh thì lúc đó em thấy cũng bình thường à, chứ em cũng không ấn tượng nữa. Dạ xong rồi cái nói chuyện này kia nhiều. Đầu tiên hai đứa gọi là chính thức là gọi là biết nhau như hai người yêu nhau đi chơi không? Dạ nhớ. Đâu, là kỷ niệm nào? Dạ lần đó là em với vợ em với mấy người bạn đi Vũng Tàu. Dạ xong rồi cô này ngồi phía sau rồi nè, cái nói là anh dám về nhà mà nói chuyện với ba em không? Ba em khó lắm á. Dạ đó là anh cũng chém gió lắm dưới đúng rồi. Tại vì đó giờ mà em hỏi người con trai nào á là ai cũng đều lắc đầu hết trơn á. Tại vì ba em là người rất khó, ai cũng biết gia đình em khó. Cái ảnh thì anh nói là có gì đâu thì về nói chuyện bình thường thôi chứ đâu có gì đâu sợ. Đi Vũng Tàu xong về bao lâu thì Thắng mới tỏ tình mà là chính thức mới là người yêu của nhau? Chắc cũng lâu á, tụi em còn đi chơi bên cổng sao quận 7 á. Dạ. Tức là bao lâu? Mấy tháng hay mấy năm? Dạ, cũng mấy tháng à. Xong rồi mới đi chơi rồi nói chuyện nhau này kia gì thôi. Cái lần tỏ tình đó, ổng có lãng mạn không? Dạ không, ông này ổng không có lãng mạn nhiều. Dạ. Chứ cái tỏ tình đó, ổng thể hiện sao? Thì nói là cảm giác như hai đứa mình hợp vậy đó, mình thấy vậy mình hợp với mình quen nhau đi. Dạ. Không tỏ tình vậy thôi đâu. Dạ. Vậy thôi đó. Dạ. Hai đứa chơi nhau vậy rồi có hay gây lộn rồi hay cãi nhau được không? Dạ không, ảnh chiều em lắm. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn yêu là không có cãi nhau cái gì. Dạ đúng thí rồi. Thí dụ như mỗi lần mà Phương Đông giận lên thì ảnh làm gì để cho Phương Đông hết em giận? Em giận luôn là mấy bữa mà ảnh chọc em giận á, em giận luôn không thèm nói chuyện luôn. Cái bây giờ em nói là bây giờ em giận hết giận dễ lắm. Một là chuyển khoản cho em, hai là mua quà tặng em đi. Đó, mỗi lần mà dạ đúng rồi, mỗi lần mà bởi vậy để cho lần sau đừng chọc em giận nữa. Dạ. Mà đó. Chuyển nhiều không? Dạ thì ảnh mua quà thôi à, em đâu biết nhiều đâu. Ảnh cứ mua quà cho em mà để đó rồi em nói là lần sau mà ảnh còn chọc em giận nữa là phải mua quà nhiều hơn nữa. Dạ. Có chuyển khoản lần nào chưa? Dạ có. Đó. Nhiều lần chuyển nhiều. Em cũng không nhớ. Cái lần mà nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Em không nhớ nhưng mà chắc mấy triệu thôi à. Mấy triệu. Dạ. Mấy triệu được rồi. Tại lúc đó hồi sinh viên mà. Dạ. Nhưng mà theo Thắng thì giữa cái mua quà và cái chuyển khoản thì cái nào nó nặng đô hơn? Dạ chuyển khoản nặng đô hơn. Quà, tại vì món quà. Dạ. Chỉ cần nó đẹp là được rồi. Dạ, em mua quà, em mua mấy cái quần áo á, em mua mấy trăm ngàn cái em về em chém gió với con này đó là mua gần cái triệu bạc vậy đó. Không biết rằng là khi mà anh về á thì ba của Phương Đông nói gì về anh? Thì ba em thì nói em á là con nên chọn chồng á, là con nên chọn chồng người có tài hơn là người có của. Dạ, ba em nói em vậy, em nhớ. Ba hay ha. Yeah. Tức là đáng nghĩa là có tài hơn là có sắc. Còn đó. Này là có tài hơn là có của. Đúng tại rồi. Vì có tài sẽ làm ra của. Đúng rồi, của. Yeah. Không, mà sắc chưa chắc làm ra của. Dạ. Yeah. Đó. Ủa nhưng mà là đánh giá như thế nào về Thắng? Ba em, đó, ba em ba học của. Ba em không có không nói. Hỏi là nói em sao á. Còn Thắng thì sao? Khi mà cái lúc mà gặp ba đó, yeah. đó gặp ba vợ tương lai thì đó, là đó. Sao? Ba có hỏi là nói giờ quen quen con gái bác vậy đó rồi giờ con tính làm sao? Dạ rồi xong cái cầu tính sao của phụ huynh dạ, mệt lắm á. Dạ mệt lắm. Dạ rồi em trả lời sao? Dạ em trả lời là nói là nói dạ con cũng đang cố gắng từng ngày để phát triển lên. Dạ là tuy giờ con chưa có gì hết nhưng mà con vẫn đang cố gắng. Dạ trong cái lúc mà Thắng vô gặp ba đó thì ngoài chắc
Phương Đông chắc hồi hộp lắm đúng không? Dạ không, em thấy bình thường. Bình thường. Dạ. Yeah. À, nhưng mà sau đó thì bắt đầu là tình cảm của hai đứa kháng khít hơn. Dạ yeah, đúng rồi. Dạ. À. Yeah. Rồi xong rồi tới lúc mà gần Tết á, thì bên em gần Tết thì em có về quê chơi, xong rồi cái em đi đó sớm, cái người ta cũng thích em, cái người ta cũng nói với mẹ em là người ta muốn làm ai em cho chỗ này chỗ kia. Xong rồi mẹ em cứ gọi điện cho em nói hoài, cái con cái em mới nói không, con không thích là con đâu có biết người ta đâu, mà con quen tìm hiểu này kia. Con phải tìm hiểu trước rồi con mới biết được. Mẹ mới nói là thì chỗ này tao cũng biết mà, yên tâm. Nói không, con phải tìm hiểu này kia. Rồi xong rồi em mới kể cho anh này nghe. Em này mới nói là mùng 6 người ta sẽ xuống, người ta coi mắt em. Thí dụ như anh có thể xuống sớm không, hay là anh xuống nói chuyện với gia đình em, kêu ba mẹ anh xuống nói chuyện với gia đình em thì được hơn. Xong rồi anh này mới về nói gia đình, rồi mùng 2 mới xuống. Mùng 2 xuống thì cái mẹ em mới nói là thôi xuống 2-3 người thì kỳ quá, nên mẹ em mới hỏi lại cái chỗ kia. Mỗi cái chỗ ngày 6, mùng 6 đó. Dạ đúng rồi. Anh nói này, em mới nói ông này hoài, nói anh mà mùng 7 xuống là mất vợ rồi. Dạ. Nhưng mà là mùng 2 tháng mấy hay là mùng 2 Tết? Dạ mùng 2 Tết. Trời ơi, mùng 2 Tết đi hỏi vợ á. Dạ. Có nghĩa là đồng xương hỏi vợ á. Dạ. Hỏi vợ đầu năm. Dạ. Hay quá. Dạ, tháng 6 là làm cưới. Đáng lý là tháng 6 làm cưới, nhưng mà mẹ em mất. Mẹ em mất trước đám cưới của em một tuần lễ. Rồi xong rồi mới về qua tháng 7. Ôi. Dạ. Là trong năm đó luôn á hả? Dạ đúng rồi. Ôi. Wow. Tức mẹ em bệnh hả sao? Dạ đúng rồi, mẹ em bệnh. Trời. Dạ. Lâu là cách đây là mấy năm rồi? Dạ năm 2018. 4 năm. Dạ. 4 năm. Dạ. Coi như là các bạn quen nhau mà 5 năm thì mới cưới. Dạ. Đúng không? Dạ. Như vậy là chắc có lẽ là có rất là nhiều chuyện sau khi cưới đó. Bây giờ hỏi thẳng nha, hỏi thẳng luôn nha. Dạ. Trong 5 năm đó thì mấy đứa có đi vượt quá giới hạn không, hay là để dành cho cái đêm tân hôn quý giá? Em thì nhà em khó lắm, nên là mấy chuyện đó em không dám nhiều. Chính vì tại vì nãy có nói là ba khó cho nên anh Thuận mới hỏi. Anh Thuận mới hỏi cái điều đó, nên là giữ gìn cho cái đêm tân hôn. Đúng không? Cho đến ngày đám cưới luôn. Phải yêu là yêu tới 5 năm. Giữ gìn, ồ hai đứa này hay ghê. Mà Thắng là mối tình đầu của Đông luôn đúng không? Dạ không. Ngược lại thì cô gái có phải là mối tình đầu của Thắng không? Dạ cũng không luôn. Nhưng mà mấy đứa là có lần đầu trong cái đêm đồng phòng. Đúng không? Chồng thì kiến trúc sư mà vợ lại tẻ ngang lại mở tiệm vàng. Tại vì em cũng có nghề kim hoàn trước rồi á. Rồi lại dưới quê hả? Dạ không, mà đó em đi làm đi học này kia đó. Xong rồi mới về nói với gia đình là ba mở tiệm vàng để gia đình làm chung. Thì ba mới mở tiệm vàng ra là mấy chị em làm chung trong cái tiệm hết. Ở trên này? Dạ đúng rồi. Hay là mở dưới? Ở trên này. Mở trên này? Dạ. Nhưng cái người mà cái người mà gọi là cầm chịch đó là ba. Dạ đúng rồi. Là ba. Nhưng mà cái ý tưởng là từ cô này. Tại vì cô này học học làm nghề làm vàng đúng không? Dạ. Hiểu rồi. Rồi hai đứa có em bé chưa nè? Dạ có rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Có mấy đứa? Dạ một bé gái. Mấy tuổi rồi? Dạ 6 tháng. Ủa mới vậy là hả? Mới đây hả? Dạ mới đây thôi. Vậy là lấy nhau từ năm 2018. Dạ. Mà tới bây giờ mới có con. Dạ. Hai đứa là kế hoạch hay là sao? Em ban đầu 2 năm đầu kế hoạch, xong mà tự nhiên không dính được luôn. Rồi em đi bơm tinh trùng này kia cũng dính luôn. Xong rồi mới làm thụ tinh. Thụ tinh thì dính được luôn. Nhưng mà em bé khỏe mạnh hả em? Dạ đúng rồi. Rất khỏe nha em. Riêng chúc về mừng cái đó hả? Là trời ơi, em bé nó sàng lọc phôi hết rồi. Cho nên là những bé nó khỏe lắm. Những cái tốt đẹp của cha mẹ sướng lắm. Tinh túy nhất của cha mẹ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà Thắng, cái lúc mà em biết được rằng là cái ca mà coi như là thụ tinh đó thành công đó thì cái cảm giác của em như thế nào? Dạ vui mừng lắm chú. Hỏi Thắng á. Dạ. Thắng. Nó đang vui mừng đó. Dạ vui mừng. Dạ. Dạ muốn có nữa không? Dạ vẫn muốn. Vẫn muốn có nữa phải không? Dạ. Em một hồi em múa mỏ đi em. Em dạ, thay mỏ đi. Em chỉ khuyên đó là khỏi làm gì chứ. Một chút nữa đi. Tôi chút cái dính liền. Dính luôn. Múa mỏ quá rồi. Làm ông thầy bói thì dở mà ông mụ thì lại hay nha. Mấy đứa coi Trợn Son rồi biết rồi đúng không? Dạ. Có những ca căng lắm em ơi. Không biết sao cái mỏ nó khai cái dính liền. Thôi nói chung là thôi cũng không dám... không dám nói quá nhiều ha, nhưng mà hy vọng rằng là anh sẽ mang một cái lời chúc mà nó sẽ mang đến sự may mắn
câu được ước thấy của hai vợ chồng. Rồi tháng nhất đi. Dạ. Vợ mình có những điểm nào mà mình chưa vừa lòng? Đó, có những tật xấu gì không? Dạ, vợ em thì em thấy là rất là hoàn hảo. Là nói chung là chỉ có một điểm duy nhất là nấu ăn chưa được ngon cho lắm. Nấu ăn chưa ngon phải không? Dạ. Phải không? Có ghen không? Dạ cũng hơi ghen. Hơi ghen. Hơi hả? Hơi là sao? Cái nào mà ghen mà theo em là hơi đâu? Dạ giống như là Linh lâu tối ngủ ha, cái anh cho em mượn điện thoại, cầm coi điện thoại lướt thấy em mà thấy cái cô nào mà thấy mà xinh vượt mức cho phép á, là hỏi ủa ai vậy anh? Nói nếu mà bạn rồi xong là nếu mà bạn á là hỏi ủa bạn hả, bạn làm gì, ở đâu, ở đây, ủa sao like hình nhiều như vậy? Dạ khỏi ngủ là đưa vô danh sách chặn liền. Dạ là coi như là mít lòng với người kia liền. Dạ bạn bè mà thấy gái là em không biết là ai hết, mà em thấy gái mà bấm vô nút like là thúc tim nhiều cái là vô danh sách chặn liền. Sao tim được, làm sao mà có quyền tim bạn bè bình thường mà tim gì đúng không? Dạ đúng rồi. Chỗ mà bạn này làm á có ai thích thầm ảnh không? Có chị, hồi đó là lúc mà đi làm á là có một cô đó làm chung. Làm chung rồi xong em đâu có biết gì đâu, tới hồi mà công ty rủ đi ăn ốc á, ổng mới gì ổng chở em đi chung với công ty, cái chị đó cứ ngồi nói chuyện với ổng hoài luôn. Nói chuyện với ổng hoài luôn mà em chào không thèm nhìn em luôn. Mà chị đó biết em là vợ của ảnh không? Biết luôn, mà cứ hai người cứ nói ổng, người ổng thì nhìn em mà chị đó thì cứ nhìn ổng, nói chuyện với ổng hoài. Là mà gặp một người phụ nữ mà có cái nết. Dạ đúng rồi đó. Rồi mà cho nên là bắt chuyển công ty liền, đổi công ty đi làm công ty khác, không được làm công ty đó nữa. Mà chắc có lẽ là trên Facebook chắc cũng không còn bạn bè đâu đúng không? Dạ. Kiến trúc sư giỏi thành ra chuyển công ty dễ dàng. Dạ. Đúng không? Dạ. Không có công ty này có công ty khác gì. Dạ đúng lý rồi. Lý do gì mà chị đó ngày hôm đó chị nói chuyện mà chị nhìn thắng đắm đuối vậy thắng? Nói chung là em cũng không biết luôn, không biết bạn nó có nhìn em luôn. Mà vợ em thì hay lắm, đứng nhìn xung quanh là nhìn láo lia vậy đó. Còn em thì em thấy là bình thường à. Dạ. Với lại chị Vân biết giờ Văn Thắng nó không nhớ gì đâu. Tại lúc đó nó nhìn mắt vợ nó nhìn. Chắc không có tập trung nghe câu chuyện của bạn kia đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sợ bộ. Sợ lắm, cứ nhìn em hoài đâu mà giống như là cầu cứu em vậy đó. Anh vô tội vậy đó. Shopping lì một ngày chắc chục đơn. Đó, thấy chưa, bà nào cũng dính hết trơn á. Dạ. Cũng dính cái tập coi như là 4G chứ. Dạ, dạ. Lên Facebook là TikTok là thấy gì đẹp là bấm chốt đơn. Dạ. Thấy chưa. Dạ. Rồi sao, tính có nóng không? Có hay quạo quọ với chồng không? Dạ không. Không. Dạ. Rồi trong ba cái đó là em mong muốn vợ em sửa cái gì nhất? bớt mua sắm lại. Hay mà tôi nghĩ trong đầu liền tôi phải là bà hay bói quá mới ta. Đúng. Tôi phải là bà bói mới đúng. Ôi thì... hay quá ha. Ừ. Rồi sao chị hay vậy con? Ừ. Chứ bây giờ là cái vụ chốt đơn đó là nhiều lắm. Bữa nay coi như là mấy tuần nay là mấy bà vợ là cái gì? Bà vợ nào cũng đi shopping ghi chốt đơn hết. Ông chồng nào ông chồng ấy đều mong muốn là vợ bỏ bớt cái đó. Tôi tưởng tượng bây giờ một tuần lễ mà thế giới này toàn cầu này tất cả các bạn internet đều bị ngưng lại thì không có bán online nữa thì các bà vợ sống sao ta? Em chết trước á, em chết trước tại em bán online. Không phải, thật ra bây giờ á mấy bà mua sắm online mà không có thích đi chợ, không thích đi mua online đâu. Đúng rồi, tại vì được quyền coi kỹ và có quyền á, mở banh ra coi nào thì kia nọ đúng không? Mua sắm này nọ rồi nữa. Coi như một tuần lễ mà không cho em mua sắm online làm chết trước hả? Dạ, yeah. Không chứ em cũng bán online nữa. Bán vàng online hả? Dạ đúng rồi. Rồi thôi bây giờ tới vợ đó. Thật xấu thì ham con lắm, bắt em đẻ. Mà em là em chỉ không có muốn đẻ nữa. Mà mỗi lần mà đẻ thì ảnh, em hỏi ảnh là thức khuya nổi không? Tại em đẻ xong là ảnh chăm không à. Em không có chăm con nhiều, em chỉ giữ tắm đó thôi à. Còn như chồng em với bà vú nuôi. Rồi nên là em cảm giác như là mẹ em không được gần con vậy đó. Rồi cái ảnh cứ bắt em đẻ, cứ thử thủy lửa tay em kêu em đẻ tiếp nữa đi. Đẻ em ơi. Dạ đúng rồi. Đó mà em thì lại không muốn đẻ. Vậy hả? Yeah. Vậy là nãy giờ là chị có chồng mong ông mụ chút thôi đúng không? Vợ có mong không? Dạ không, em muốn đẻ. Thôi vậy thôi, chắc khá mổ rồi. Cái ca này nó cũng niễn á. Thôi trở thành niễn. Thôi giờ hẹn đi nghe. Đúng nào mà hai vợ chồng thỏa thuận mà tới nơi đó, tới rồi đó, tới lúc rồi đó, cần đẻ thì nhắn tin Facebook cho anh. Hoặc gọi điện cho anh chúc online.
Dạ. Mẹ bán online, anh giúp online. Dạ. Có ép gì nữa không? Không, không ép gì em nhiều. Nói chung là chiều em dữ lắm. Ép uống, có. Ép ăn. Em bây giờ tiêu chí của em là giảm cân. Mà buổi chiều là em không ăn. Thấy em buổi chiều không ăn mà thấy em mệt cái là đi mua đồ ăn, đặt đồ ăn về ăn. Mà đồ ăn trước mặt là phải ăn. Dạ đúng rồi. Bởi vậy khó giảm cân là như vậy. Mà có ép đi chơi không? Dạ không, đi chơi em ngủ đi không mà chứ không là anh không thích đi chơi. Không thích đi chơi. Đi làm xong là về nhà chơi với vợ con. Dạ đúng rồi. Em kêu là ảnh con đi chơi luôn đi, ảnh không chịu. Anh nói con mê con không thích. Mà con em là 2 tuổi phải không? Dạ 6 tháng. 6 tháng. Chưa đâu. Đến bảo đảm với em nè, đến 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi là gọi là ghiền đi chơi luôn á. Dạ. Ủa nó đòi đi chơi là phải đi đó hả? Dạ. Mà gặp cái dân mà ghiền con nữa, kêu đi đâu đi đó à. Dạ. Rồi sao nè, có nóng tính không? Dạ thì cũng hơi cọc tính, nhưng mà em thì ảnh thì khoái ngọt, nên là mỗi lần mà có chuyện gì lên là em nói chuyện ngọt cái là ảnh làm hết. Là siêu liền. Dạ siêu liền. Em mong ước ổng thay đổi gì không? Thay đổi là sao ta đừng mất em đẻ thôi. Chứ chiều em lắm, hồi lúc mà em làm vậy nè là tối lên là ảnh chuẩn bị đồ ăn đồ uống này kia xong hết, em chỉ việc ngồi vô mang thôi. Dạ rồi á, lúc mà có bầu á là em cũng không có làm gì hết. Không giặt đồ không lấy được, tại vì 3 tháng đầu em bị ngán á. Rồi anh nói là thôi một lần ngán này thôi là từ nay về sau em khỏi cần đụng đảo gì hết. Ăn cơm xong anh cũng rửa chén luôn, anh làm hết luôn. Dạ. Nhưng mà bé con là bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Bé gái hả? Dạ. Em là con thứ mấy trong gia đình? Dạ em là con đầu tiên. Xong con trưởng. Dạ con trưởng dạ. Mà là có phải là gọi là cháu đích tôn không? Dạ cháu đích tôn. Dạ. Vậy đó hả? Nếu mà cháu đích tôn á thêm đứa con trai thì chị nghĩ là em nên suy nghĩ lại rồi nên cho ảnh một đứa con trai đi. Dạ. Mà cái dòng là vậy nè, mới đầu là khó khăn ha. Dạ. Mà xong rồi có một đứa rồi thì cái chuyện mà tự nhiên có là xác suất gần như là hoàn toàn 100% luôn. Dạ. Bây giờ là mới 6 tháng đúng không? Dạ. Thôi khoảng 5 đi. Dạ. Năm thì bắt đầu là nếu được á thì thêm một đứa nữa luôn. Tại vì biết sao không? Cái lúc này thứ nhất là dễ có bầu. Cái thứ hai nữa là cái kinh nghiệm mà mình kiểu như mình nuôi con nó vẫn còn á. Thứ ba là quần áo đồ dụng vật dụng tất tần tật của chị nó là nó sử dụng lại được, nó lấy cái vía của chị nó luôn. Nó là dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ. Mà con em dễ nuôi lắm. Tại vì sao biết không, mấy đứa mà làm cái thụ tinh trong ống nghiệm nó khỏe lắm em. Mà nó là gọi là nó là tinh túy của ba mẹ đó. Thành ra là cái đứa em nếu mà được tự nhiên á là nó lấy cái vía của con nhỏ chị luôn. Rồi cảm ơn hai em, phúc hoài Ăn thì ăn chung, còn ngủ thì cũng ngủ chung phòng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Có đến không? Không đến, bên này ngăn cản em đòi hoài mà đâu có chịu đâu. Lấy cái gì cả. Em thì em kiên quyết cái vấn đề đó nên là anh không thể làm gì. Dựa vào cái đó mà em để đánh giá anh á. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Mời hai bạn. Trời ơi, mới bước ra tôi tưởng đồ hiếu hiền. Tưởng đồ hiếu hiền tham gia vợ chồng. Con Văn, Văn Quốc Thuận. Rồi bây giờ chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hai. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nhất, em ở quận Bình Tân. Dạ, em làm việc tại công ty dược phẩm VNB. Dạ. Nhất bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 35 tuổi. Mày dạ, em là Lệ, em ở cũng ở Bình Tân luôn. Hiện tại đang hai vợ chồng em đang ở Bình Tân. Dạ, em thì em làm việc tại nhà thôi. Nhà thuốc của Lệ là gì? Dạ, em là em bán thuốc tại nhà. Là bán thuốc. Hai vợ chồng chồng làm ở công ty dược phẩm, vợ bán thuốc. Trời ơi, kết hợp với nhau. Kết hợp luôn. Không biết hai vợ chồng này coi như là quen nhau trong trường hợp nào, có mai mối hay không, hoặc là gặp nhau qua online chẳng hạn. Em thì cái thời điểm mà qua 32 tuổi thì cũng đi comment dạo đi tán gái. Xong rồi mình cũng vào mấy cái trang cá nhân Facebook của mấy cái hội nhà thuốc á, thì cũng có một số cô bán thuốc, em cũng kết bạn vô là thả hết. Dạ thả đúng hết. Rồi thả rất nhiều. Rồi em thả thì cô này mới xác nhận kết bạn. Rồi khi xác nhận thì em mới coi trên cái Facebook ở Bình Định, thì em là ở Quảng Ngãi thì em thấy gần nhau quá.
nhắn tin rồi em mới trả lời. Ủa nhưng mà Lệ ơi, tại sao là Lệ lại dễ dãi mà chấp nhận liền và trả lời liền vậy? Tại vì hồi xưa là em cũng hay tham gia mấy cái nhóm đó, cũng hay đi thả thính dạo. Nhưng mà tại vì nói chung là anh có chào hàng á, nên là em thì em không có ngại kết bạn với người lạ. Nên là bình thường thì vẫn nói chuyện bình thường thôi. Nói chung là trước khi kết bạn với ai thì em cũng lên hay coi cái nick Facebook thử là người đó như thế nào. Tại vì một số người á, người ta hay đăng mấy cái sống ảo á, thì em đánh giá dựa vào cái đó. Trang cá nhân của anh thì chủ yếu là đăng hình ảnh liên quan tới sản phẩm của công ty thôi. Tức là về công việc nhiều ha, là một cái điểm cộng đúng không? Rồi một cái người hướng nội hay là một cái người hài hước hay là một cái người hướng ngoại? Anh này có hài hước không? Không chị, không hài hước, khô khan lắm. Rồi sau đó thì có trao đổi nói chuyện điện thoại với nhau không? Dạ có, tối nào đa số là mới quen thì tối nào cũng nói chuyện. Sau 10 giờ thì em nghỉ làm á, thì bắt đầu nói chuyện tới 12 giờ. Rồi ảnh nói chuyện qua điện thoại có thu hút không? Nói thì cũng bình thường, nói chung là chất phát thôi chứ không phải là nói kiểu lương lẹo. Nói trong bao lâu thì em mới được gặp cô này ngoài đời? Trong khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng gì đó. Sao mà em nhút nhát quá vậy? Cái gì mà nói chuyện điện thoại tới 2 tháng trời mới dám gặp người ta ngoài? Không phải là tại vì công việc em là lúc mà chưa vợ thì hầu như là thứ ba là em đi tỉnh. Bắt đầu là cuối tuần em mới về. Rồi lúc chưa vợ thì ít khi em về lắm. Là chủ nhật thứ bảy mới về thì chủ nhật rồi xong thứ hai là họp công ty. Lúc đầu thì cũng cô này cũng giấu cái chỗ ở. Sau một thời gian tâm sự qua điện thoại nhiều thì mới cho biết địa chỉ ở. Lúc đó là cũng ở Tân Phú luôn, ở gần nhau luôn. Giấu đúng không? Đúng rồi, giấu. Đâu cái hôm mà đi chơi bữa đầu tiên á là em mở lời sao em còn nhớ không? Nói thiệt nghe coi. Thì em cũng rủ đi uống cà phê thôi. Nhưng mà vợ em là bán thuốc đến 10 giờ mới nghỉ, 10 giờ đêm mới nghỉ. Wow. Nên là khi mà hẹn hò thì phải sau phải 10 giờ. Dạ, giờ rưỡi đúng không? Dạ. Bạn của vợ em thì cũng hầu như ai cũng bán thuốc cũng sau 10 giờ. Rồi cuối cùng cũng giới thiệu em vô cái bạn đó đi chơi, rồi mới cặp đi. Hầu như là lúc nào cũng có 4 cặp. Nó đi dần dần rồi thành cặp luôn nhau. Dạ. Bao lâu em mới cua được cô gái khó cua này? Từ tháng 6 mà đến tháng 9 là hơn 3 tháng mới cua được. Mới cua được. Dạ. À, cũng lâu rồi nha. Cũng khó nghe. Tháng 9 em mới dụ đi được Nam Du. Nhưng mà đi riêng hay là có mấy cặp kia nữa? Không, đi riêng. Chắc chắn là phải ở lại đêm đúng không? Đúng rồi. Rồi ở lại đêm rồi ở làm sao? Cái tình trạng mà ăn ngủ sao? Hai đứa mướn phòng sao rồi ngủ sao? Nói chung là ăn thì ăn chung, còn ngủ thì cũng ngủ chung phòng. Rồi chuyện gì đến cũng không đến. Có đến không? Không đến. Chuyện gì đến cũng không tại đến. Tại sao? Là do bên đó coi như là ngăn cản, hay là do bên này nhút nhát không muốn tới? Bên này ngăn cản, em đòi hoài mà đâu có chịu đâu. Lấy cái gì cả? Không lẽ tối là mỗi đứa ngủ giường hay sao? Ngủ chung một giường luôn, mà kê gối nữa. Lấy cái gối cả. Chắc là cổ đó, ăn dựa. Ông mình lén phía qua cái lãnh địa của tôi, chết với tôi. Em thì em kiên quyết cái vấn đề đó, nên là anh không thể làm gì được. Dựa vào cái đó mà em để đánh giá anh á. Nhờ cái đó mà em mới chấp nhận gọi là vậy hả? Nhưng mà nếu ông có lén lén ông gỡ cái gối ra không? Bỏ không, không luôn. Dạ. Sáng ra cái gối nó vẫn y nguyên như vậy. Dạ, đúng rồi. Là biết rằng là đây người đàng hoàng. Người đàng hoàng. Nhưng mà đến lần nào thì mới được? Qua đầu năm sau. Dạ, qua ăn Tết xong là năm sau. Là cái hôm đó là nhà em đi thăm nhà vợ, đi thăm thôi. Người cháu của em á cũng có một cưới vợ trong Sài Gòn á, mời đám cưới. Thì hôm đó là em mới nói vợ là đi đám cưới, thì vợ đồng ý đi. Hai vợ chồng đi đám cưới xong là em giới thiệu với anh em bạn bè vợ nè. Rồi mọi người mời uống nhiều quá, nên em không biết đường về luôn mà. Xong này vợ mới trở về, thì cũng đi lòng vòng hồi xong trở về khách sạn. Thì hôm đó em xỉn không biết gì hết, mà sáng ngày vợ kêu làm rồi. Làm rồi. Bữa đó sao con? Bữa đó anh nhậu say lắm, nhưng mà con thấy là hai gia đình cũng có kiểu như gặp mặt rồi, cũng có nói chuyện rồi, nên là con cũng thả lỏng thôi. Rồi nhưng mà sau đó là bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ tầm 1 năm quen nhau ạ. Lần đầu tiên em còn nhớ là em dẫn anh về ra mắt gia đình á. Dạ. Thì gia đình có thích anh không? Tại vì lần đầu tiên em dẫn ảnh về ra mắt á thì nó cũng hơi đặc biệt, là đúng là ngày bà nội em mất. Cho nên là mọi người thì cũng lo lắng cho công việc kiểu như sắp xếp tang của bà nội em, là không có quan tâm tới ảnh nhiều. Nhưng mà hàng xóm, ba mẹ em thì không nói, nhưng mà hàng xóm em thì chơi ổng xấu. Chơi ổng xấu với lại lùng. Tại vì hàng xóm đó. Hôm mà về ra mắt á là em không có đồ luôn, đâu mà cũng đùi. Tại vì hôm đó là đã bóng chuyện với má anh em, thì vợ mới kêu bây giờ ra bến xe gấp, bà nội mất rồi, đi về chung luôn. Đó, thì em mới nhờ một người em chở ra shop giày mua một đôi giày.
Rồi xong lên mang về tới quê vợ, bắt đầu mới nhờ người chở lên mua cái áo nữa. Mặc vô. Mặc quần sọt nữa. Quần sọt nữa. Nhưng mà với những cái lời dị nghị như vậy thì nó có làm cho con có những cái suy nghĩ gì không? Dạ không, con thì bình thường nên lúc mà xác định quen rồi thì con không có quan tâm ngoại hình, cho nên là đúng rồi. Người ta nói gì nói kệ thôi. Nước sơn mà. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà sau đó thì hai đứa có gặp những cái biến cố gì không? Cũng có, sau khi cưới nhau thì có chuẩn bị mở nhà thuốc á, cho nên là em có đi tìm mặt bằng nên là có bị tai nạn. Em bị tai nạn là do em ngủ gục thôi. Em đi xe mà em chạy xe ngủ gục tông cầu thôi. Rồi bị sao? Rồi em chỉ bị kiểu như là nó bị xước một cái vết dài ở chân á, một tháng nó mới lành á. Trong thời gian đó là chỉ có đi nạn thôi, nhưng mà lúc đó là ở chung cư 3 tầng á. Mà chung cư nó cái đường cầu thang nó rất là hẹp. Anh có cổng em lên tại vì không có đi được. Là xuống vậy là trồng cổng không? Dạ đúng rồi, cổng trong thì một tháng đó là chồng lo không đó hả? Dạ đúng rồi. Với một cái chiều cao khiêm tốn như vậy mà phải cổng em từ ở tầng trệt mà lên tới lầu 3, thì cái lần đầu tiên mà nằm trên vai của chồng á, thì cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Cảm giác là em hơi sợ tại vì sợ té. Nói chung anh cẩm mà đã cẩm đâu có hết đâu, tại vì chân em dài hơn chân ảnh nên là nó cứ thòng xuống thôi. Lết á, kiểu mà kéo có một cái điểm tựa để mà bé này lên thôi. Vậy là cái giai đoạn đó, cái đó là khó khăn nhất thôi. Dạ, hay là khó, còn khó khăn gì nữa không? Khó khăn nhất là cái giai đoạn em mở nhà thuốc á. Mở nhà thuốc ra thì gặp dịch. Cho nên là cái đợt đó là người ta cấm hết, nên là không có bán buôn được gì á. Là một mình ảnh vừa chạy lo tiền nhà, tiền chi phí các kiểu, là 6 tháng đầu là mới mở là nó chưa có sinh lại, nên là anh lo hết. Lúc đó em có cái động lực nào để giúp em vượt qua tất cả những cái điều đó? Cái đó thì nói chung là em cũng có một cái động lực là mình mãi mãi sẽ cố gắng để có một kinh tế cho nó ổn định. Và em cũng thích làm kinh tế, nên là khi mà mở được nhà thuốc thì em cứ nhìn cái động lực là chắc chắn là nhà thuốc em sẽ thành công thôi. Em cứ nghĩ trong đầu chắc chắn là nhà thuốc tâm đất em sẽ thành công. Nên em cố gắng thôi chứ cũng không có gì. Đó là động lực của em đó. Mà hai đứa em bé chưa? Dạ chưa. Đó là ý chị hỏi vậy đó. Là ví dụ nếu mình có con thì con nó sẽ là động lực cho mình. Nhưng bây giờ chưa có con, bây giờ có muốn có con không vậy? Dạ có chứ. Dạ có. Muốn không? Có cử không? Dạ không cử. Bả bao lâu rồi? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Rồi bữa nay có nè. 3 năm. Có muốn nhờ ông mụ quốc thuận chút không? Dạ có. Rồi trước khi chút bây giờ nói xấu nhau trước đi. Nói xấu đi. Tật xấu của cô ấy là gì? Mời anh chồng. Tật xấu vợ em là ít ăn cơm. Nói chung là ăn bữa có một xíu à. Mà nấu gì nhiều hết trơn á. Thành ra dư. Thứ ăn thì là... ăn ít mà nấu thì nấu nhiều. Phung phí. Không ăn là không ăn không. Dạ. Phung phí. Rồi bài hay á. Bài hay. Lung tung. Đó. Làm cái gì là đĩa đó trơn á. Ngay cả những cái gì bản nhất vẫn làm đi đó, như ngoái tay bông tay xong vẫn đĩa cho các bạn ăn cơm đó. Ồ, vậy là bài hay rồi. Đó. Với bài em giặt đồ chưa giờ chưa móc mà. Cứ đĩa một bó vậy đó. Giặt đồ xong rồi để nguyên đó luôn. Đó nguyên vậy. Không treo lên. Treo lên mà không có treo ra móc luôn, đĩa một chùm vậy đó. Trời ơi. Làm áo lên rồi đó. Lên luôn. Đúng rồi. Nà, không có vũ ra luôn. Vậy nữa đổ nó hôi lắm. Đánh đỏ. Cái này phải đánh đỏ. Đổ nó hôi rịnh à, thiệt. Rồi. Rồi sao nữa? Với dùng cái gì cũng không bao giờ gài nắp lại hết trơn á. Trời ơi. Ngay cả xà bông ly chén, xà bông giặt đồ, xà bông gội đầu không bao giờ. Không bật ra đâu. Xài xong là quăng nó luôn. Là quăng nó luôn. Đó. Như vậy là quăng sẽ luôn. Rất là hao tốn vì nhiều khi đổ đúng không? Nhiều khi đổ sự mà trở tay không kịp luôn. Nó đổ ra là nó dơ nữa chứ không. Rồi em mong muốn nhất vợ em thay đổi cái điều gì nhất? Nói chung là gọn gàng sạch sẽ là được. Hay. Dạ. Với lại phải cứng hơn xíu, hiền quá. Bị tăng hiếp mình không? Làm kinh doanh mình buôn bán mà mình hiền quá không nên. Rồi bây giờ tới Lệ đó. Anh ấy có những tật xấu gì nãy giờ ông nói em quá trời quá đất là Lệ. Lệ giặt đồ mà vuốt một chút em giặt đồ em hay để treo lên đó, là để sáng hôm sau em mới lấy móc em móc xuống. Chứ cũng không phải là em để một cục mà em có treo từng cái ra móc, nhưng mà móc là móc đây em không có bao giờ vũ ra hết trơn á. Với lại thêm thì đồ thì mỗi lần mà em đang làm việc gì đó thì nhiều khi khách kêu bán thì em chạy ra em bán là em lại quên. Giống nhiều bữa thì em nấu cơm á, đang nấu xong khách kêu chạy ra bán là nấu canh cháy hoài luôn. Không không cái đó. Dạ đốt mồi hoài luôn, tại vì nhiều khi em quên. Rồi tiếp tục. Chồng em thì nói chung là làm biếng lắm, không bao giờ phụ em hết trơn. Đó ông là ông không phụ người ta, xong ông kêu người ta bày hay. Ông nói người ta bày hay là ông kêu người ta làm biếng. Phải ông. Thiệt tình á. Bình thường á thì em ở nhà em nấu ăn. Nhưng mà em vừa nấu ăn có thể vừa nấu ăn vừa bán. Còn anh chỉ ngồi bấm điện thoại chơi thôi. Trời ơi chị ơi. Bởi vậy, hồi nãy tại sao không nói cái tật xấu đó ra? Nói ra rồi. Bấm điện thoại là quá trời quá đất. Kiểu như là chồng em nhiều khi là hồi trước á, là không bao giờ tới bữa cơm là không bao giờ dọn cơm luôn. Chỉ ngồi
Hồi đó ăn xong rồi em dọn xuống. Gia trưởng, em luôn. Đó là gia trưởng đó. Nhưng mà đợt này thì em nói nhiều nên là có thay đổi. Cũng có đi chợ đồ phụ, cũng có tự dọn cơm lên ăn. Chứ bình thường là em dọn lên là ăn thôi, chứ không bao giờ dọn cho em trơn. Ăn xong là chén để đó là không bao giờ rửa. Bây giờ như mình rửa chén đi để vợ nó đi phơi đồ đúng không? À, không làm việc nhà luôn. Dạ không, việc nhà không làm. Chỉ đó. Có là đồ anh mặc là anh tự giặt thôi. Đồ ơi, giặt, giặt, giặt đồ của ông thôi, không giặt đồ của em. Dạ không, đồ em chưa lại. Đánh được hai đứa luôn á. Mai mốt ví dụ ông để sinh đôi thì sao? Đồ ai giặt? Đồ ông giặt không, đồ tại vì không? Tại vì em là ngày xưa giờ là em tự giặt đồ. Lâu lâu vợ để giăng thì em mới giặt thôi. Tại vì vợ giăng quá nên em cũng không giặt luôn. Tại vì xả từ trên dưới, cứ mặc đâu là cởi đó, bỏ trên từ trên gác xuống nhà nên là từ đó là em không gom nữa. Chứ ngày trước em cũng gom giặt hoài à. Còn gì nữa? Như là em thì em làm khuya nhưng mà nhiều khi là tới 11, 12 giờ đêm em mới tắm đó, nên là nhiều khi đồ em để thì hơi nhiều. Nên đúng anh hay rồi. Nói, anh hay mà nói sao? Nhiều. Có hay nhậu không? Nhậu nhiều lắm. Bình thường thì một tuần người ta đi làm thì cuối tuần người ta ở nhà không nhậu. Còn anh về là cuối tuần mới về, mà cuối tuần anh cũng đi nhậu luôn. Đầu tuần nhậu, cuối tuần nhậu. Nói chung sao là... có con nổi ông ơi. Thì tình đó, nó bị lệch đó, nó bị lệch cái đồng hồ sinh học của vợ với chồng á em. Chị, đâu có gần gũi với nhau. Dạ không, phần ai nấy ngủ. Vậy là sao? Cái chuyện này là nó ròng rã suốt mấy năm trời luôn á. Dạ đúng rồi. Ít khi ở nhà lắm, gần như là một tuần chỉ có ở nhà được một buổi là cao thôi. Còn nữa là nếu mà không đi làm thì đi cà phê với bạn, không có ở nhà. Ba Lệ có cảm thấy buồn không? Có tuổi thân mà có cảm thấy bức xúc không? Dạ không, em riết thì em cũng quen thôi. Nguy hiểm nè. Thật ra khi mà em nói được cái điều này em có cảm thấy nhẹ lòng mà hơn có cảm không? Thấy muốn nói điều gì với chồng mình? Em thì em chỉ muốn nói là anh cần giảm nhậu lại thôi. Chứ thật ra vợ chồng em ở nhà gặp mặt lâu là nói chuyện kiểu gì cũng cãi nhau. Nên là ít gặp thôi cũng tốt. Em cũng thấy thoải mái, với lại nếu mà anh ở nhà anh nói nhiều quá mệt, hay cằn nhằn lắm. Chuyện hết chuyện này tới chuyện kia cho nên em thấy mệt. Bạn này là hơn bạn này gần 10 tuổi, hơn 9 tuổi đúng không? Dạ. Bây giờ em mới 35 thôi. Cái lúc này là lúc em đang mê làm ăn. Thực sự chị cảm giác là em rất là muốn làm giàu. Nhưng mà em cứ có một cái câu rất là hay. Đến từng tuổi này rồi á, chị đã nghiệm ra là có nghĩa là tiền nhiều để làm gì. Thực sự luôn. Cái mà em quý nhất trên đời này là sức khỏe và gia đình. Hai cái món đó thôi. Còn sau khi mà em có nhiều tiền rồi thì sau cái mà nhiều tiền nó là cái gì? Trống rỗng. Đúng. Vực thẳm, không là cái gì hết. Cho nên bây giờ nè, em cứ sức của mình đến đâu, mình sẽ làm đến đó. Mình vừa làm, mình vừa chơi. Cái chơi đó là mình sẽ làm cho cái người bên cạnh mình, nó là cái người vợ của mình, sẽ hạnh phúc khi mà, nó là trong bất kỳ lúc nào, khi mà em có tiền hay khi em nghèo, người ta cũng hạnh phúc bên em. Như vậy là mới là một cái gia đình hạnh phúc, em hiểu không? Chứ sau này khi mà em có tiền muôn bạc vạn về, em đưa cho vợ em lúc đó muộn rồi. Lạnh lùng, anh à, em đã không còn muốn điều đó từ năm 26 tuổi rồi. Cực kỳ nguy hiểm đó, chị nói nghiêm túc nha. Đó, thành ra là chị nghĩ là sau đây, ngay sau đây là em phải thay đổi. Dành thời gian nhiều nhất có thể cho vợ em. Em phải tự hâm nắm lại cái tình cảm của cả hai vợ chồng. Đúng rồi. Hiểu không? Rồi thôi, thôi chúc đi, chúc. Hai bạn Nhất và Lệ đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì Quốc Thượng hy vọng là các bạn sẽ đồng điệu với nhau hơn và các bạn sẽ thăng hoa hơn. Và chúc cho hai vợ chồng trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui, và qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một em bé, một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của Nhất và Lệ và đến với gia đình hai bên. Đó, okay. Dạ, dạ. Ôi, quá trời ông mụ hay rồi.